Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, có bạn đồng tham nhờ con trình lên sư phụ câu hỏi, kính mong sư phụ từ bi hoan hỷ giải đáp cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có vị cư sĩ nhờ con hỏi là đối với người mà tham thoại đầu, thì nếu họ không có gặp minh sư, họ có thể tự đọc trong kinh sách rồi họ tự tu một mình có thể được không? Cũng được ạ. Ở trong cái đường lối thực hành tham tổ sư thiền á, tôi có đề ra ba lư bê gai á, được chân tánh á. Một đứa là ở trong kinh Pháp Hoa nói đó, lần nữa 8 tuổi thành Phật đó. Theo người ta nói đó, cũng như tiểu thừa cho người nữ là không có thể thành Phật. Thì tôi mới mà chọn ra ba đứa bé gái mà lễ cho người ta biết là người nữ cũng thành Phật được. Mà lại cũng như mà cái cô mà họ chỉnh mới 13 tuổi cũng chân tánh, không có thầy. Mà cô họ tô 15 tuổi chân tánh, cô họ tô đó là ông nội là làm thừa tướng cho bằng tô con tổng đó. Thì lúc chân tánh á thì cũng không biết mình chân tánh nữa. Tại mới phá được cái sự quan đó, tới sau này đó gặp ngài Định Huệ đó, môi pha tới mặt hậu quang á, chân tánh chật đẻ đó, cái bằng diệu tổng thiền sư đó. Thì tới từng chân tánh chật đẻ á, thì được tỉnh trưởng mời rồi Tùng Lam làm chủ trì á. Thì Tùng Lam ở Trung Quốc á đều là của mười phương. Người chủ trì là do mà chánh quyền địa phương nó mời. Cũng như tỉnh trưởng đó có quyền mời chủ trì, cũng có quyền thôi chủ trì. Nhưng mà không có quyền can thiệp nội bộ, cũng như mời người này lại làm chủ trì á, thì người này á quản lý trong tòa, trong tổng làm sao đó, tỉnh trưởng không có can thiệp. Chừng nào mà thấy người này không được á thì chỉ là có quyền thôi mọi người khác. Thì thường thường á là cái người tỉnh trưởng muốn mời chủ trì thì là kêu người đã chán tán rồi đó, đã nổi tiếng rồi, giới thiệu coi mà người nào chán tán rồi mời lại làm chủ trì. Vì á cái tỳ kheo ni mà chán tán rồi đó thì là bằng như tỳ kheo rồi. Tức là trước kia đó chưa có chán tán đó, chỉ có phàng mà định để tỳ kheo, chứ không có mà tỳ kheo định để tỳ kheo ni. Mà tới từng chán tán rồi đó thì tỳ kheo cũng định để tỳ kheo ni á. Ở trong lịch sử thiền tông Trung Hoa đó, Diệu Tổng Thiền Sư cũng là ni nè, Liễu Nhan Thiền Sư cũng là ni nè. Mà cũng như bây giờ ha, các cũng như Tịnh Độ ha, các tôn phái của Giáo Môn á, không bao giờ mà tỳ kheo tỉnh để tỳ kheo ni, mà chỉ có Thiền Tông á. Tại sao vậy? Tại Thiền Tông mới có người chân tánh. Tỳ kheo ni á, các tông phái kia không có ai mà chân tánh được. Tỳ kheo ni á chân tánh rồi á thì mấy cái mà tâm lý sinh lý nó không có khắc nữa, tức là cái bằng bát nghị mà. Thì á tỳ kheo muốn cầu pháp tỳ kheo ni thì phải định để. Cũng có một ông á, cái bằng
Quán Thế là đệ tử của Lâm Tế nè, cũng ngộ tới cao rồi đó. Đến cái Tỳ Kheo Ni đó không chịu đảnh lễ, không chịu đảnh lễ thì người ta cắn tánh rồi, ta hỏi trả lời không được, cuối cùng cũng phải tỉnh đẻ. Bởi vậy người cắn tánh thì hỏi người ta trả lời được, mà nó hỏi trả lời không được thì mới bất phục quá, mới tỉnh lễ. Cuối cùng cũng phải là nói cái pháp của Tỳ Kheo Ni.